Chào tất cả mọi người nhé, hôm nay là chương trình Đông Ấm Xuân Tình Nguyện do bên các mạnh thường quân từ Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ về hỗ trợ tại Làng Rùa đây, đang tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi đây. Lại chọc anh Sơn hả? Admin. Mấy chị đang tổ chức quả pháo.